Vâng, kính thưa quý vị, xin quý vị dành một tràng pháo tay để chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Và Jennifer xin được dành một ít phút để chúng ta có thể giao lưu cùng anh ạ. Vâng, thưa quý vị, anh Trần Mạnh Tuấn thì có lẽ không cần giới thiệu quá nhiều vì rất là quen thuộc với khán giả Việt Nam, không chỉ trong nước và ngoài nước, và cả khán giả quốc tế nữa. Không, từ xưa đến giờ Jennifer rất là vinh dự khi đã, mời anh đứng lên đây một tí nhé, khi đã được tham gia cùng với anh Tuấn ở rất nhiều những chương trình từ lớn đến nhỏ. Nhưng mà ngày hôm nay Jennifer nghĩ rằng đây là một chương trình rất là đặc biệt. Lần đầu tiên Jennifer tham gia cùng với Xuân Quê Hương và cũng có rất là nhiều những cảm xúc. Và Jennifer tin chắc rằng khi anh Tuấn đến với chương trình này cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc để chia sẻ cùng với quý vị khán giả, đúng không ạ? Lời đầu tiên cho Trần Mạnh Tuấn xin gửi quý vị lời chào trân trọng nhất. Thật là vinh dự cho Trần Tuấn khi mà Trần Tuấn có cơ hội được tham gia vào chương trình này cũng mấy số rồi. Nhưng mà mỗi một lần có một dịp biểu diễn cùng tất cả các nghệ sĩ đều mang lại cho Trần Tuấn một cái cảm xúc thật sự đặc biệt. Và hơn nữa, chương trình diễn ra ở Hà Nội, nơi mà Trần Tuấn sinh ra, và cũng có rất nhiều những cái cảm xúc. Chính vì vậy là được biểu diễn trong chương trình này, phải nói rằng đây là một cái điều rất là vinh hạnh, không chỉ cho riêng Trần Mạnh Tuấn và cho tất cả các nghệ sĩ. Cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của anh. Và Jennifer thì được nghe anh Tuấn, được thưởng thức những giai điệu âm nhạc của anh Tuấn thổi rất là nhiều rồi. Nhưng không biết là có cái điều gì có thể làm khó được anh Tuấn không? Tại vì thường thì khi nói về saxophone thì mọi người sẽ liên tưởng đến nhạc jazz, nè, world music hoặc những cái thể loại nhạc hiện đại. Nhưng mà ngày hôm nay Jennifer nghĩ rằng sẽ có một cái thử thách rất là đặc biệt để gửi đến không chỉ khán giả ở đây. Không biết anh Lê Anh có. Vâng, xin mời anh. Có một cái thử thách để chúng ta giao lưu một tí xíu. Thưa quý vị, Lê Anh đứng cạnh đây là nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành ạ. Hình ảnh mái tóc dài cùng với cả cái áo dài nam quen thuộc truyền thống này trên rất nhiều những băng đĩa nhạc ở hải ngoại đã nhiều năm qua, cùng với tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Phạm Đức Thành đã có đúng là chuyên trở phần hồn của người Việt Nam ở khắp mọi nơi. Thế thì hôm nay thì vừa mới bàn với chú Thành rồi, là chú Thành ơi, chú Thành thử gảy một vài cái nét nhạc dân gian Việt Nam đi để đố anh Trần Mạnh Tuấn xem là anh có thể chơi saxophone đúng cái nét nhạc đó được không. Chú Thành là người đề xuất ra ý tưởng này đấy, quý vị cổ vũ cho chú Thành. Mời chú chơi luôn. Vâng. Chúng ta nghe nha. Khó quá. Thế này thì anh Tuấn khó rồi. Anh có thể rút lui. Quý vị cổ vũ cho nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn ạ, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Thật là không có gì có thể làm khó được anh Tuấn. Nhưng mà đấy là chúng ta đã nghe được những giai điệu truyền thống qua saxophone. Không biết ngược lại thì sao ạ? Chú Thành có thể gảy một vài điệu hiện đại được không? Không, bị đối ngược lại thì phải là anh Tuấn chơi chứ. Xong chú Thành gảy đàn bầu chứ. Khó thật. Thật sự rất khó. Được rồi ạ, đấy, cổ vũ nồng nhiệt cho chú Phạm Đức Thành. Thôi, bây giờ thì tôi thấy rằng là Jennifer và Lê Anh đã trở nên thừa thãi ở sân khấu này rồi. Anh em mình đi vào thôi. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng đến với phần song tấu của cây
kèn saxophone và cây đàn bầu của Việt Nam chúng ta. Hãy cổ vũ nồng nhiệt cho hai nghệ sĩ ạ. Xin mời quý vị.